Thoa kem để làm trắng da là điều bình thường của các chị em bạn gái. Thế nhưng thoa kem như cô nàng trước đây thì lại làm cho cư dân mạng một phen khiếp vía khi cơ thể cô phát sáng như một zombie. Chia sẻ trên Facebook cá nhân, cô gái trẻ giấu tên cho biết mình mới đi tắm trắng xong, sau đó có thoa kem dưỡng có thành phần bột ngọc trai. Mọi chuyện không có gì đáng nói cho đến khi vào buổi tối hôm ấy cô đi sinh nhật bạn. Trong bóng tối mà cả nhóm ngồi tụ tập trò chuyện, những vùng cơ thể lộ ra ngoài của cô đều bị phát sáng bất thường, rất đáng sợ. Cô gái trẻ bỗng trở thành tâm điểm chú ý của tất cả mọi người đến nỗi kinh hãi khiếp đảm. Chia sẻ trong hội nhóm bốc phét làm đẹp, rất nhiều người cho rằng cô gái đã bôi phải loại kem không phải là bột ngọc trai như lời quảng cáo. Thay vào đó, những hình ảnh phát sáng này rất có thể là do bôi phải kem chứa phùn quang. Điều này khiến ai nấy cũng phải ngã ngửa sợ hãi. Thay vì bao những sản phẩm dưỡng da được làm từ thành phần thiên nhiên quý hiếm, chủ nhân bài viết có thể đã bôi phải loại kem chứa phùn quang. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Hồng Côn, Khoa hóa, Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội, quỳnh quang là một hiện tượng tự phát sáng. Khi dùng trong mỹ phẩm có thể tạo nên cảm quan màu da sáng và đẹp hơn. Hiện có hàng trăm chất phát sáng khác nhau, nhưng để xác định mức độ độc hại, cần phải biết cụ thể chất đó là gì. Đối với những sản phẩm cho nổi, thì khả năng chứa chất phát quang không an toàn là rất lớn. Nhưng hãy nhìn những hình ảnh và lời chia sẻ của các chuyên gia về độ độc hại của các sản phẩm chứa quỳnh quang không đảm bảo nguồn gốc xuất xứ. Bạn sẽ thấy tác hại sau đó còn kinh hoàng đến thế nào. Hãy làm đẹp đúng cách để yêu thương chính bản thân mình, đừng khiến tiền mất tật mang nhé.